Đây con xe này thì mình đang làm dở đây. Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng để làm xe ba bánh cho người khuyết tật. Đây là cái bộ này sử dụng phanh cơ. Một bộ thì bao gồm một cái cầu vi sai các đăng có chiều dài là 65 cm, một đôi bánh có đường kính là 46 cm, lốp tròn và một đôi chắn bùn, số lùi trục các đăng và một cái bộ khung. Đây bộ sản phẩm này như hình này. Đây là bộ số lùi trục các đăng này. Đây là một đôi chắn bùn này. Đây là đôi bánh này. Đây là bộ khung càng này. Khung càng và đây là bộ cầu này. Bộ này khi các bạn lắp thì vẫn phải có một số cái tinh chỉnh nhất định thì mới sử dụng ngay được. Về cơ bản thì nó như thế này là được rồi. Đấy. Phanh cơ thì mình có ra một bộ phanh dầu đợt trước rồi đấy, giá nó tương đối một chút, thì đợt này mình làm cái phanh cơ thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy các bạn là có thể liên hệ trực tiếp với bên em để đặt hàng. Báo giá sản phẩm này em sẽ để ở dưới phần mô tả, hoặc các bạn để ý. Đây, chọn bộ thì chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 món vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đây là một cái video em sẽ quay cho các bạn cái bộ đã lắp lên xe. Đây con xe này thì mình đang làm dở đây. Thì cơ bản nó như thế này thôi. Đấy. Con này thì hơi xấu tí nhưng chủ yếu mình làm mẫu thôi. Đấy nhìn nó cầu 65 nó rất là hợp lý. Dễ làm. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.